Xin chào mọi người, và đặc biệt là các em trai, em gái tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh Lộ Bàn Thổ. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mà có thể nói là anh rất ấn tượng vì em gái út của anh là sinh vào tuổi này. Một trong những cái tuổi mà các cô gái thì thông minh lanh lợi hơn các chàng trai ở trong cái tử vi. Thực sự mà nói thì người Tân Mùi là những cái các em đang ở trong cái giai đoạn gọi là khởi nghiệp, chứ còn chưa có cái nhiều cái sự ổn định, lập gia thành gia lập thất rồi đi làm để mà tích lũy, chứ không phải là những người mà gọi là ở trong cái giai đoạn mà ổn định cuộc sống, có gia đình rồi, có kinh tế một cách ổn định. Thật sự ra người Tân Mùi á, như anh đã nói ở trong cái video clip nói về cái tử vi trọn đời, thì người Tân Mùi chỉ có một điều thôi, đó là cái sự vốn dĩ của người tuổi Mùi á, thì là kiên nhẫn, đi bước nào chắc bước đó. Tuy nhiên người Tân Mùi á, lại là người nắm chữ Tân, gốc Mùi thì cũng mang cái thiên tính là đi bước nào chắc bước đó. Tuy nhiên là nắm chữ Tân cho nên là thiếu chút kiên nhẫn ở trong cuộc sống, cho nên là đến giai đoạn này thì thường là những người rất là thích nhảy việc, tóm chung lại là những người thích nhảy việc, không có thích trụ hàng ở một cái chỗ coi như là lâu dài, và bị gò bó quá thì cũng không chịu được. Người đa đáng lẽ là Lộ Bàn Thổ, tức là người thích chịu đựng, nhưng mà cái tính chịu đựng này chỉ để ở trong cái tình cảm thôi, chứ còn trong cuộc sống thì người Lộ Bàn Thổ không phải Tân Mùi Lộ Bàn Thổ này không phải là những cái các em có tính kiên nhẫn chịu đựng tốt ở trong cái công việc. Thì do là anh chưa có làm cái tử vi của 6 tháng đầu năm, cũng như là vận hạn tử vi của cả năm đối với tuổi của các em, các sao mệnh phúc tinh tài tinh anh chưa có phân tích, thì anh sẽ nhắc sơ lại để mà mình đi vào cái vận 6 tháng cuối năm nó một cách dễ ứng dụng. Thì người mà Tân Mùi sinh năm 1991 á, đối với cái tử vi của năm mà 2019 năm Kỷ Hợi á, thì đối với nam á là sao Mộc Đức người ha, còn là đối với nữ á, là sao Vân Hớn. Sao Mộc Đức á thì rất tốt đẹp, người ta nói là một phúc tinh đem lại may mắn phúc lộc tốt. Tuy nhiên sao Mộc Đức lại không có mấy tác dụng tốt đẹp đối với người Tân Mùi nam mạng. Lý do tại sao? Tại vì các em là mạng Lộ Bàn Thổ, mà Mộc Đức thì hành mộc, mộc khắc thổ, cho nên là cái sao chủ của năm tương đối không đem lại nhiều tốt đẹp như là cái vốn là cái phúc tinh của nó ha. Vận niên á thì là Trư Phùng Hỏa, một cái vận niên xấu, tức là heo gặp lửa đó, heo bị nướng đó. Cho nên là cứ công việc nó cứ trục trặc, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là nữ mạng với cái sao Vân Hớn rối rắm nặng tay. Tuy nhiên sao Vân Hớn thì thuộc hỏa, sao Vân Hớn này là không quá tác dụng xấu đối với người nữ mạng. Tại vì các em là Lộ Bàn Thổ mà, Vân Hớn hỏa thì hỏa sinh thổ, cho nên là nó không quá đem lại cái nhiều cái sự khó khăn. Chưa chắc, rõ ràng là với sao tốt chưa chắc là tốt hết, mà với sao xấu thì chưa chắc là xấu hết đối với cái người mà Tân Mùi nam cũng như nữ mạng ở trong cái năm nay. Rồi về hình thiên can á, Tân Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên là Tân là thuộc kim, Kỷ là thuộc thổ, cho nên người ta có thể là nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh nhập, tức là tổng năm vẫn có tiền tài. Chứ không phải dù là công việc có gặp khó khăn đi nữa, nhưng mà đây là một năm có sinh lợi tức, có sinh tiền tài ha. Rồi địa chi thì Mùi gặp Hợi là Hợi Mão Mùi, đây là tam hợp, mà người ta nói tam hợp còn hỏa giải được tam tai, cho nên là nếu mà gặp năm tam hợp như thế này á, thì gia đạo tốt đẹp, tình cảm dễ sinh sôi, đặc biệt là các em nam nữ mà muốn gặp thành gia lập thất ở trong năm này thì là tốt đẹp về phần gia đạo. Mà khi mà gia đạo tốt đẹp này sẽ hy vọng rằng sẽ phần nào khống chế tiếp cái sao
văn hớn đem lại nhiều cái điều xấu cho các em nữ, và đặc biệt là cái khống chế phần nào cái vận mệnh vận niên trư phùng họa đối với tuổi các em. Hạn của năm á, thì cả hai đều là hạn ngũ mộ, người ta nói hạn gặp ngày hạn ngũ mộ là hao tài mất của, cho nên là cẩn thận việc bị mất cấp hoặc là mất đồ một cách mà mình không biết nó là ở đâu. Thì do là không làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho nên là anh sẽ làm luôn, không làm 6 tháng cuối năm mà anh làm luôn từ tháng 6 luôn, tức là 7 tháng. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng một trong những cái ngày kết thúc của cái tháng 5 âm lịch, vận chuyển qua tháng 6. Thì tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đó, chính là tháng Tân Mùi luôn, cho nên là sẽ có nhiều điều không tốt đẹp đối với người tuổi Tân Mùi, dù là nam hay nữ mạng. Nhưng mà nữ mạng với cái sao vân hớn thì sẽ có nhiều cái điều khó khăn hơn. Lý do này thì mọi người biết là 60 tháng mình mới gặp lại tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi thì thuộc thổ, rồi là thiên can cùng Tân Mùi cùng chữ, chưa, cho nên là tất cả nó sẽ có nhiều cái trục trặc đặc biệt là phần gia đạo của các em ha. Hy vọng rằng với cái tam hợp của năm Hợi Mão Mùi sẽ giúp các em vượt qua cái tháng năm sinh tháng tuổi một cách nhẹ nhàng. Các em nhớ cẩn thận coi chừng bị mất tiền ở trong cái khoảng thời gian này, mất cấp, mất xe, mất cái gì đó đó ha, nói chung là mất tài vật. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, người ta nói là tháng cô hồn đó, theo thuyết của Phật giáo. Mà hiện tại thì Phật giáo đang rất là thịnh vượng ở Việt Nam, cho nên là người Việt Nam của chúng ta coi cái tháng cô hồn là tháng âm thịnh dương suy. Người mà trực âm trực dương như các em thì không có phải sợ gì đâu ha. Như vậy xét về mệnh, tháng 7 âm lịch là tháng Nhâm Thân, thì tháng Nhâm Thân là thuộc kim. Như vậy xét về mệnh là thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh sát, bị sinh xuất, tháng sức khỏe bộ mạng yếu, cẩn trọng cái bộ mạng của mình, đề phòng cái tai nạn gây ra thương tích ha. Thiên can Tân Nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhưng mà Tân là thuộc kim, Nhâm là thuộc thủy, cho nên có thể nói đây là sinh xuất về thiên can. Mà nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất thì rất dễ xảy ra chuyện hao tài ha. Cho nên là tiếp tục công việc nhớ cẩn thận, nhưng mà không quá lớn đâu, hao tài cũng không quá lớn. Địa chi Thân Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, cho nên tháng 7 có thể nói là một tháng tốt đẹp về gia đạo và tình cảm đối với người Tân Mùi. Rồi tiếp tục là tháng 8. Tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu thì cũng tiếp tục là một tháng kim. Như vậy bản mệnh cũng xét về trụ mệnh thì rõ ràng là thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe bộ mạng yếu, cẩn trọng bệnh nạn, đặc biệt là cái tai nạn phạm thân. Thiên can Tân Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cũng giống như tháng 7, Nhâm với Quý thì thuộc kim, Tân thì thuộc Nhâm với Quý thuộc thủy, Tân thì thuộc kim, cho nên là bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành, cho nên là có thể gây ra hao tốn tiền tài nhưng không quá lớn, hoặc là đó là một cái chuyện bắt buộc mình phải hao tốn. Địa chi Dậu Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy là gia đạo tiếp tục ổn định. Rõ ràng là tháng 7, tháng 8 khá giống nhau, với hai cái tháng kim thì bổn mạng bị sinh xuất, nạp âm ngũ hành của thiên can cũng bị sinh xuất, cho nên là có hy vọng là tốn kém không quá lớn thôi, chứ còn chắc chắn là sẽ có tốn kém. Rồi tiếp tục đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Khi mà tháng 9 thì là tháng Giáp Tuất, mà tháng Giáp Tuất thì thuộc hỏa. Như vậy mệnh hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe, không những thế nó còn tốt cho những cái phúc tinh và tài tinh nằm ở trong bên cái bên trong tử vi của mình, của tử vi của năm. Như vậy tốt đẹp. Rồi thiên can Tân Giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tốt, không có gì ở trong thiên can, công việc tiếp tục ổn định ngon lành. Địa chi Tuất Mùi là Thìn Tuất Sửu Mùi nằm trong tứ hành xung. Đây là cái cặp địa chi thuộc nhóm tự hình,
Ý nghĩa của tình hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu. À, cho nên là gia đạo chắc chắn sẽ có cái vấn đề không tốt đẹp. À, đặc biệt là các mối quan hệ trong cái công việc làm ăn dễ sinh rầy rà rối rắm, không có được ok cho lắm ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 10. Tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 chính là tháng Ất Hợi. À, năm Hợi gặp tháng Hợi, à, mình tuổi Mùi, à, vừa có tam hợp tháng vừa có tam hợp năm, để coi xem thử coi nó là như thế nào. Xét về trụ mệnh thì Ất Hợi là hỏa, cho nên là mệnh hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng. À, các phúc tinh và tại tinh vì thế có dịp phát huy tác dụng, khống chế những cái phá và bại tinh ở trong tử vi của mình, mà làm cho mình có tốt đẹp hơn. Tuy nhiên phần thiên can thì không tốt đẹp. Tại sao? Tại vì chữ tân của tân mùi khắc chữ ất, thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp nhiều điều bất lợi không vui. Tuy nhiên hy vọng rằng với cái việc mà được tương sinh bổn mệnh, phúc tinh và tài tình hoạt động mạnh sẽ phần nào khắc chế được cái thiên can của tháng, à, mình khắc tháng công việc nó có đem nhiều điều buồn phiền. À, cũng may là như vậy, là mình khắc thiên tân khắc ất, tức là mình khắc tháng, cho nên là công việc có thể sinh ra rồi rầy rà rối rắm, nhưng mà mình vẫn là người chủ động có thể giải quyết được, không thua là mình khéo léo mình vận dụng nó như thế nào thôi, chứ không rơi vào bế tắc ha. Hợi Mùi, tháng Hợi gặp tuổi Mùi là nhóm tam hợp, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn một phần nào đó cho cả mối quan hệ ảnh hưởng đến công việc. À, như vậy nếu mà tháng 10 gặp một cái gì đó không tốt đẹp thì là sẽ có được gặp được quý nhân, gặp được hoặc cái mối quan hệ tốt đẹp của mình sẽ cứu vãn của mình ở trong một cách tốt đẹp, đặc biệt là các em nữ. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 11 âm lịch tức là tháng Bính Tý, một tháng thủy. Như vậy mệnh là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. À, dù sao đi nữa là mình thổ mình khắc thủy ha, bổn mạng là cũng có chút khó khăn đấy. À, thiên can bính với tân là thuộc thiên can ngũ hợp. À, công việc sẽ tốt đẹp, dễ sinh tài lộc. À, cái phần thiên can ok ha. Tuy nhiên là mệnh mà khắc đó là như vậy á, thì bị thổ khắc thủy như vậy á, thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó không có cái tác dụng tốt. À, thiên can được cái ngũ hợp nhưng mà đừng quá mong chờ là mình có tài lộc lớn. Địa chi Tý Mùi, Tý Mùi là thuộc nhóm tương hại. À, gia đạo dễ sinh buồn, nhiều buồn phiền khó chịu. À, tháng 11 bổn mạng bị khắc tháng, địa chi thuộc nhóm tương hại nhưng mà công việc thì được ngũ hợp, như vậy thì công việc sẽ ok, không có vấn đề, nhưng mà địa chi và bổn mạng cần cẩn thận nha. Rồi, tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Chạp. Tháng Chạp của năm 2019 cũng là tháng Đinh Sửu, một tháng thủy. Như vậy mệnh cũng không khác gì tháng 11, thổ sẽ khắc thủy. À, bản mệnh khắc tháng. À, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Thiên can á lại càng xấu hơn. À, vì sao? Vì chữ Đinh của Đinh Sửu nó khắc chữ tân. Tháng khắc thiên can, công việc tài lộc nhiều biến động xấu, cẩn thận vướng kiện thưa, không tốt đẹp. À, đây là tháng cuối cùng của năm. À, hy vọng rằng là những cái điều xấu nó không quá lớn ha, dù gì cũng là tháng kết thúc của năm lại, cho nên là nhớ cẩn thận. Về phần địa chi là Sửu với Mùi, thìn tuất Sửu Mùi. Sửu Mùi thuộc nhóm lục xung. Lục xung là mô tả sự đối chọi, chống đối nhau, gia đạo sẽ nhiều rối rắm. Ôi dạ, vậy là tháng kết thúc của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng cực kỳ không tốt đẹp đối với tuổi của các em. Vì mệnh khắc thiên can khắc địa chi lục xung. Địa chi lục xung là xấu nhất trong cái nhánh địa chi. Cho nên là có thể nói tháng 12 âm lịch là một tháng cực kỳ xấu, có nhiều điều không tốt đẹp đối với tuổi của các em, đặc biệt là với các em nữ mạng. Cho nên là các em phải cực kỳ cẩn thận và đề phòng cái tháng 12 âm lịch, tháng Chạp của năm Kỷ Hợi 2019 nhé nha. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái vận hạn 7 tháng chứ, từ tháng 6 tới tháng 12, 7 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em.
bên cạnh những điều tiêu cực thì chúng ta cũng vẫn có rất là nhiều điều tích cực ở trong những cái tháng đầu của từ tháng 7 cho đến tháng tháng 10, chỉ có tháng 11 tháng 7 tới tháng 10, còn tháng 11 thì nó hơi khó khăn, tháng 12 thì đặc biệt phải cần chú ý. Hy vọng rằng những cái thông tin anh vừa chia sẻ đến với mọi người sẽ giúp ích được các em ở trong cái cuộc sống, để mà các em ứng dụng coi là tháng nào nên cương, tháng nào nên nhu ở trong công việc cũng như gia đạo. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tân Mùi biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể về tuổi của các em hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.